Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ speed test hai sản phẩm đang có giá khoảng 5 triệu đồng cho hàng chính hãng. Thì với mức giá này, đây là hai sản phẩm cực kỳ đáng mua. Ở bên phía tay phải của màn hình đó chính là con Realme 5 Pro có phiên bản là 4GB 128GB bộ nhớ trong. Và phía bên tay trái của màn hình đó chính là con Redmi Note 8 Pro phiên bản là 6GB và 64GB bộ nhớ trong. Thì về cơ bản các bạn có thể nhìn thấy phía trước này thì màn hình của Redmi 8 Pro nó lớn hơn và có màu sắc đẹp hơn. Hai con này thì mình đều đang cùng để ở mắt độ sáng nha. Về cấu hình chi tiết cũng như là mức giá bán của sản phẩm thì anh em vui lòng tham khảo ở link phía dưới phần miêu tả. Mình đánh giá cao màn hình của con Redmi Note 8 Pro hơn tại vì nhìn nó trong trẻo hơn, màu sắc nó tươi tắn hơn và nó có độ sâu hơn, chi tiết tốt hơn so với con Realme 5 Pro ở bên phía tay phải của mình. Mình cảm thấy màn hình của Realme 5 Pro thì nó hơi ám vàng nhẹ, còn màn hình của Redmi Note 8 Pro thì nó lại hơi thiên hướng về xanh. Về thiết kế thì mình đánh giá cao con Redmi Note 8 Pro hơn tại vì nó sở hữu cả hai mặt kính phía trước và phía sau đều bằng Gorilla Glass 5, trong khi đó thì toàn bộ khung vỏ của con Realme 5 Pro lại bằng nhựa. Tuy nhiên thì mình lại thích cái họa tiết ở trên con Realme 5 Pro hơn tại vì nhìn nó rất là cá tính, thời trang và hiện đại. Với con chip G90T thì Redmi Note 8 Pro trội hơn hẳn so với con chip Snapdragon 712 trên Realme 5 Pro. Anh em có thể thấy là 285.000 điểm so với 222.000 điểm. Và đây là một số cấu hình cơ bản của máy. Thì con chip G90T của MediaTek chạy trên tiến trình 12 nanomet, còn con chip Snapdragon 712 của Qualcomm thì chạy trên tiến trình 10 nanomet. Bên cạnh đó thì con Redmi Note 8 Pro còn trang bị làm mát bằng chất lỏng, sẽ mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng khi mà mình chơi game ở trong một thời gian dài. Và với một cấu hình như vậy thì chắc chắn là hai thiết bị này đều rất tốt để cho anh em có thể chơi game một cách thoải mái và mượt mà, chiến được tất cả các tựa game ở trên CH Play. Còn về điểm Geekbench thì các bạn có thể thấy chiếc Redmi Note 8 Pro ở bên phía tay trái có điểm đơn nhân cao hơn, nhưng điểm đa nhân lại thấp hơn so với con Realme 5 Pro ở bên phía tay phải của mình. Chi tiết về điểm số thì anh em hãy tiếp tục theo dõi video nhé. Sau đây thì mình sẽ tiến hành speed test cả hai máy này. Mình sẽ chỉ sử dụng một số các tựa game cơ bản, thì thông qua đó anh em cũng có thể nhận định được xem là thiết bị nào nó sẽ nhanh hơn thiết bị nào. Bây giờ thì mình sẽ cùng khởi động lại cả hai thiết bị. Như anh em có thể thấy thì Redmi Note 8 Pro có khả năng khởi động rất nhanh, nhanh hơn hẳn so với con Realme 5 Pro ở bên phía tay phải của màn hình. Chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game đầu tiên, Hill Climb Racing.
Và như vậy thì tốc độ load game của Redmi Note 8 Pro đã nhanh hơn đôi chút so với Realme 5 Pro. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Subway Surfer. Như vậy thì các bạn có thể thấy là Redmi Note 8 Pro lại nhỉnh hơn đôi chút so với Realme 5 Pro ở bên phía tay phải màn hình. Một lát nữa thì mình sẽ check lại đa nhiệm xem là cái máy nào có khả năng chạy đa nhiệm tốt hơn. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì Redmi Note 8 Pro có khả năng giành phần thắng cao hơn vì sở hữu tới 6GB RAM. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với tựa game Plants and Zombies. Cả hai máy thì được hỗ trợ chế độ game booster làm tăng tốc game. Tuy nhiên thì cá nhân mình không thích cái phần mềm này lắm, tại vì đôi khi nó sẽ xóa bớt cái dung lượng RAM của mình, nó sẽ làm giảm cái hiệu suất đa nhiệm của mình lại. Các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình này thì ở cái tựa game Plants and Zombies với rất nhiều các màu sắc thì trên con Redmi Note 8 Pro nó hiển thị một cách rất là tốt hơn, chi tiết tốt hơn, sắc nét hơn. Các màu sắc thì nó cũng tươi tắn hơn. Và một lần nữa thì Redmi Note 8 Pro lại giành chiến thắng ở trong tựa game này. Và tựa game cuối cùng mình sẽ test ở đây đó chính là Liên Quân Mobile. Và một lần nữa ở tựa game này thì Redmi Note 8 Pro lại thể hiện sự ưu việt của mình hơn hẳn so với con Realme 5 Pro ở bên phía tay phải. Bây giờ thì mình sẽ thử mở thêm một ứng dụng nhỏ nữa là YouTube thôi. Và YouTube thì có vẻ như là không làm khó được cả hai đối thủ có một cái sức mạnh rất là đáng gờm như vậy nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng kiểm tra lại xem đa nhiệm của máy nào tốt hơn. Tất nhiên thì mình sẽ đánh giá cao đa nhiệm trên Redmi Note 8 Pro hơn, tại vì nó có 6GB RAM so với 4GB RAM ở trên Realme 5 Pro. Như vậy là ở cả hai tựa game đầu tiên thì cả hai máy đều không phải load lại. Ở tựa game Plants and Zombies cả hai máy vẫn chưa phải load lại. Vâng, và ở tựa game cuối cùng Liên Quân Mobile thì Realme 5 Pro ở bên phía tay phải đã phải load lại rồi, trong khi Redmi Note 8 Pro vẫn đang còn trụ vững. Vậy thì anh em thấy sao về hai sản phẩm này thì vui lòng để lại comment phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo.